xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, phòng thí nghiệm trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp và công ty Fan Robotics của Tây Ban Nha vừa cho ra mắt một robot có tên Piran Robot có thể di chuyển trên nhiều địa hình từ bằng phẳng cho đến gồ ghề, thậm chí robot có thể cầm được vật nặng trên tay. Một trong những cải tiến cho robot Piran lần này là khả năng leo cầu thang. Do đó, tất cả các khớp của robot đều có thể chuyển động bình thường. Robot này được thiết kế để có thể cầm được những vật tương đối nặng. Ví dụ với tập đoàn sản xuất máy bay Airbus, chúng ta thấy hầu hết những chiếc máy khoan và tua vít có cân nặng khoảng 3 kg, nên nếu đưa robot này vào sử dụng sẽ rất có lợi trong quá trình tham gia sản xuất. Với sự ra mắt của robot Pylon này đã đánh dấu một bước đột phá đáng kể và đầy ấn tượng về những gì có thể đạt được khi khoa học và công nghiệp cơ bản cùng hợp sức. Đó là kết quả của sự hợp tác giữa các nhà khoa học về tự động hóa từ phòng thí nghiệm tại thành phố Toulouse của Pháp và công ty sản xuất Pan robotic của Tây Ban Nha. Hiện nay, Airbus đang hợp tác với chúng tôi và họ cần robot để làm việc trong các nhà máy. Do vậy, chúng tôi sẽ sản xuất robot để giúp Airbus giải quyết vấn đề này. Robot Piran có thể mang được vật nặng lên đến 6 kg. Ở lần cải tiến này, robot Piron được trang bị động cơ có công suất cao hơn để robot có thể hoạt động nhanh hơn, năng động hơn và năng lượng được cung cấp đầy đủ hơn. Robot Piron có thể đi tiến hoặc lùi theo ý muốn. Mới đây, hãng xe Pháp Peugeot đã mua lại thương hiệu xe hơi nổi tiếng nhất của Ấn Độ Ambassador từ nhà sản xuất Hindustan Motor với giá 12 triệu đô la Mỹ. Được sản xuất lần đầu tiên vào năm 1948, Ambassador là dòng xe sang duy nhất ở Ấn Độ cho đến giữa thập niên 80, từng chở nhiều thủ tướng, các chính sách trong và ngoài nước cùng các ngôi sao. Đến đầu thập niên 90, quá trình cải tổ kinh tế đã mở cửa thị trường Ấn Độ, đón nhiều nhà sản xuất ô tô nhỏ. Hindustan Moto đã ngừng sản xuất dòng xe Ambassador vào năm 2014, sau khi đạt doanh số khoảng 2.200 chiếc vào năm 2013 so với thời đỉnh cao 24.000 xe trên năm hồi giữa thập niên 80. Thường được gọi ngắn gọn là Ambi, xe Ambassador được thiết kế theo mẫu Morris Oxford 3 của Anh. Kiểu mũi tròn, dáng như chiếc mũ úp trên bốn bánh, phù hợp với những con đường nhiều ổ gà và địa hình mấp mô của Ấn Độ. Tuy nhiên, việc ăn xăng và thiếu các trang bị tiện nghi đã khiến mẫu xe này dần không còn được tầng lớp trung lưu ưa chuộng bằng các loại xe đời mới, giá rẻ hơn, cũng dễ luồn lách trong phố đông không cạnh tranh được với xe Nhật, xe Hàn. Dòng Ambassador chủ yếu được dùng làm taxi hoặc phục vụ các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, ngay cả các cơ quan này cũng dần chuyển sang dùng các loại xe nhỏ hơn, tiện dụng hơn Ambassador. Cuối tuần trước, tập đoàn CK Biola, sở hữu hãng Hindustan Moto cho biết đã đặt bút ký hợp đồng bán Ambassador cho Pugus SA với giá 12 triệu đô la Mỹ. Hiện chưa rõ nhà sản xuất ô tô Pháp sẽ làm gì với thương hiệu này. Yoga từ lâu đã được xem là những bài tập tốt cho sức khỏe. Môn thể dục này giờ trở nên rất phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Đối với người dân, họ luôn coi yoga là một liệu pháp tập luyện nhằm tăng cường sức khỏe. Bộ môn yoga độc đáo này không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn mang lại sự thư giãn và năng động cho người tập. Chính vì vậy, ngày càng nhiều người dân đăng ký luyện tập loại hình yoga này. Khi tập yoga đúng và kiên trì, hệ thần kinh của người tập sẽ được trở về trạng thái cân bằng. Từ đó, giúp người tập trở nên lạc quan, vui vẻ và yêu đời hơn. Những nóng giận nhất thời, những suy nghĩ tiêu cực, những lo lắng sợ hãi sẽ tan biến để từ đó mang đến sự bình an trong suy nghĩ và tâm hồn của bạn. Tập yoga còn giúp cân bằng các hệ miễn dịch, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp của cơ thể, từ đó để lùi bệnh tật. Với những người bị cao huyết áp, huyết áp thấp, tim mạch, mỡ máu, một số bệnh liên quan đến cơ xương thì sau một thời gian tập yoga sẽ thấy các triệu chứng của bệnh thuyên giảm đi rất nhiều. Có thể không còn đau đớn, ăn ngon, ngủ ngon hơn. Grab vừa thông báo kế hoạch hợp tác với công ty công nghệ NUTONOMY để thử nghiệm dịch vụ taxi tự lái tại một quận của Singapore. Mitsubishi Aimi EV, một chiếc xe taxi tự lái của công ty NUTONOMY do hai nhà nghiên cứu đến từ Học viện Kỹ thuật Massachusetts có trụ sở tại Singapore chế tạo ra, đã được phép chạy thử trên đoạn đường dài 6 km tại khu công nghệ OneNote Singapore. Công ty Nutonomy cho biết, mục tiêu của cuộc thử nghiệm là nhằm đánh giá hoạt động của hệ thống phần mềm, khả năng tính toán lộ trình, tiến trình đặt xe và các chia sẻ cảm nhận của khách hàng. Mục tiêu của Nutonomy là tới năm 2018 sẽ có 75 chiếc xe tự lái hoạt động thương mại tại Singapore do nhu cầu taxi tại thị trường này rất lớn và chính phủ cũng cho phép vận hành loại phương tiện mới mẻ này. Thưa quý vị và các bạn, cho chó săn và heo rừng vào sân giao chiến với nhau là trò chơi truyền thống thường được tổ chức ở một số khu vực thuộc tỉnh Tây Java, Indonesia. Tuy nhiên, trò chơi này hiện đang gây ra nhiều tranh cãi. Khi tiếng còi vang lên, con chó săn và con heo rừng được thả vào sân và diễn ra cuộc chiến một mất một còn. Con làm con heo rừng bị thương, giành chiến thắng. Khi đó, chủ của nó sẽ nhận được huy chương và giải thưởng trị giá 27 triệu ruby, khoảng 45 triệu đồng. Trò chơi mang tên Adubagon này được Việc người dân cố gắng bảo vệ họ khỏi sự phá hoại của bầy heo rừng. Người dân địa phương cho rằng đây là trò chơi truyền thống, là nét đặc trưng của việc săn bắn có từ lâu đời và cần được giữ gìn. Tuy nhiên, các nhà hoạt động về quyền động vật lại không nghĩ vậy pemerintah chính phủ nên ngăn chặn những sự kiện như thế vì đó là hành vi ngược đãi động vật. Ngoài ra trò chơi này có liên quan đến những hành động cờ bạc cá cược. Bất chấp những lời chỉ trích, trò chơi này vẫn được tổ chức ở nhiều ngôi làng ở tỉnh Tây Java, Indonesia này. Được trồng trọt, thu hoạch và trải qua một quy trình hoàn toàn thủ công, xì gà Cuba hiện đã và đang là một trong những món hàng đắt giá và luôn được săn đón. Cánh đồng trồng thuốc lá ở Pina del Rio, đây là nguyên liệu chính để sản xuất ra những điếu xì gà. Những người nông dân mỗi ngày phải phân loại từ 1.000 đến 1.200 chiếc lá. Việc trồng cây xì gà được bắt đầu vào khoảng thời gian giữa hè. Mỗi năm, doanh thu từ xì gà của Cuba đạt khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Với kinh nghiệm của mình, những người nông dân phải chọn xếp các lá có cùng màu sắc, kích cỡ, độ dẻo, các đường gân lá theo nhóm. Lá đẹp nhất sẽ là lá bọc ngoài cùng của điếu xì gà. Mỗi điếu xì gà được làm ra từ 3 lá thuốc, một lá chính, một lá phụ và một lá gắn kết. Những lá thuốc sau khi được tẩm ướp phụ gia đặc biệt sẽ được phân loại và được cuốn bởi bàn tay khéo léo của những nghệ nhân trong nghề. Đa phần họ là phụ nữ bởi công việc này yêu cầu sự tỉ mẩn, linh hoạt và khéo léo. Mỗi ngày, một nghệ nhân có thể cuốn được 60 đến 100 điếu xì gà tùy theo kích thước. Hiện tại Cuba sản xuất hàng trăm triệu điếu xì gà mỗi năm. Xì gà Cuba nổi tiếng nhờ cách thức chế biến truyền thống được lưu giữ qua hàng thế kỷ, yếu tố khí hậu, đất đai, vị trí địa lý của một quốc gia nằm gần đường xích đạo. Phần cuối chương trình là một số tin vắn đáng chú ý. Chiếc đồng hồ Rolex Daytona Red 6239 của huyền thoại màn bạc Paul Newman đã được mua lại với mức giá kỷ lục thế giới 17,8 triệu đô la Mỹ trong một phiên đấu giá do nhà đấu giá Philip Park and Russo tổ chức ở New York, Mỹ tối 27 tháng 10. Được sản xuất năm 1936, chiếc đồng hồ này là món quà bà Joanne Woodward, vợ của Paul Newman, tặng cho ông vào năm 1969 khi đang tham gia bộ phim Winning. Chiếc đồng hồ này luôn gắn liền với hình ảnh của Paul Newman trong các tập phim, tạp chí và tài liệu quảng cáo. Hình ảnh của nó trên cổ tay của huyền thoại màn bạc này đã khiến bản thân chiếc đồng hồ trở nên nổi tiếng không kém gì chủ nhân của nó. Hãng Konami thông báo sẽ biến trò chơi Famicom huyền thoại thành cả phim điện ảnh lẫn phim truyền hình trong thời gian tới. Thông qua đoạn teaser dài 15 giây, logo chính thức của hai phiên bản phim được hé lộ kèm theo đoạn nhạc giới thiệu game quen thuộc. Ra đời phiên bản đầu tiên năm 1987 trên hệ Famicom, Contra là trò chơi được nhiều thế hệ game thủ yêu thích. Tính đến nay, Konami cùng các đối tác đã trình làng tổng cộng 12 bản Contra trên các hệ máy khác nhau dự án phim con do Konami và công ty truyền thông Starlight của Trung Quốc hợp tác sản xuất. Sau khi phiên bản di động của trò chơi gặt hái thành công vang dội tại quốc gia tỷ dân, hiện Konami và Starlight chưa tiết lộ ngày ra mắt dự kiến dành cho con trai. chuyên mục từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.